Nơi chúng tôi đang đứng ở đây hiện tại đó là cửa hội của thành phố Vinh. Ở nơi cửa hội này, có thể trong lịch sử đó là cửa Rum mà Đắc Lộ đã nhắc đến trong hành trình truyền giáo của mình. Một biến cố liên quan đến Đắc Lộ là cuối năm 1629 thì Đắc Lộ bị Chúa Trịnh nghi ngờ về đường hướng truyền giáo của mình, vì Đắc Lộ nói những người theo đạo Công giáo, những người được rửa tội thì chỉ được có một vợ mà thôi. Và điều đó đi ngược lại với chính sách của Chúa Trịnh, tức là Chúa Trịnh muốn một người nam phải có 5 thê 7 thiếp để sinh nhiều con cháu để mà phục vụ cho Chúa Trịnh. Và vì vậy Chúa Trịnh có ý là đẩy Đắc Lộ và Marques đi về phía nam. Thực chất thì Đắc Lộ đã bị đẩy đến Bố Chính thuộc Quảng Bình. Nhưng mà vì Đắc Lộ sợ không có muốn đi vào đằng trong trở thành một gián điệp mà bị Chúa Nguyễn sẽ bắt, thì Đắc Lộ ngược lên vùng Vinh. Và ở cửa Rum này, có lẽ là cửa hội này, thì Đắc Lộ gặp một tàu buôn Bồ Đào Nha. Thì thời đó không có nhiều tàu buôn Bồ Đào Nha đến đây, và có thể nói đó là tàu buôn duy nhất đến cửa Rum. Và trên tàu buôn đấy thì có hai nhà thừa sai dòng tên khác, đó là Gaspar Damaran và Paulo Saito. Và Đắc Lộ cho đó là một biến cố như là Chúa quan phẩm cho Đắc Lộ để mà Đắc Lộ gặp các bạn của mình trên đường truyền giáo. Và sau đó thì Đắc Lộ tiếp tục công cuộc truyền giáo ở vùng của Vinh, trước khi cùng với hai nhà thừa sai mới tiến về Thăng Long để ra mắt Chúa Trịnh một lần nữa. Cho đến đầu năm 1630 thì Chúa Trịnh lại ra lệnh cho 4 nhà thừa sai phải lên tàu buôn Bồ Đào Nha và trở về Macao. Thì trước đó thì đầu năm 1629 thì Đắc Lộ cũng đã rong ruổi ở trên những ghe nhỏ, ở trên những cửa biển, ở trên những cửa sông mà như chúng ta đang thấy ở đây, ở vùng Vinh này, để truyền giáo, để lập những giáo đoàn và rửa tội cho rất nhiều người ở vùng này. Mặc dù là len lút khó khăn và phải ở trên xuồng là chủ yếu, nhưng Đắc Lộ vẫn bám trụ, cố gắng ở lại. Như vậy thì chúng ta thấy ở cửa Rum này gắn với Đắc Lộ một cái kỷ niệm đặc biệt, một kỷ niệm không chỉ là về gặp gỡ bạn của mình ở trên hành trình truyền giáo, nhưng là còn là một biến cố qua đó để ông thấy rằng Chúa quan phòng và Chúa chăm lo cho công cuộc truyền giáo của mình, để Đắc Lộ tiếp tục hành trình truyền giáo của ông.